Báo Trung Quốc tỏ ra ghen tị khi đội tuyển Việt Nam được đá giao hữu với đội bóng hạng 33 thế giới trong dịp FIFA Days tháng 9 năm 2024. Như đã đưa tin từ trước, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan sẽ dự giải giao hữu LP Bank Cup 2024 trong tháng 9 tới. Chứng kiến đội tuyển Việt Nam có đối thủ chất lượng trong dịp FIFA Days tháng 9 năm 2024, báo Trung Quốc bất ngờ tỏ ra tiếc nuối cho đội nhà. Đội tuyển Nga lâu nay thiếu mục tiêu khởi động nên đã tới châu Á tham dự giải giao hữu tại Việt Nam vào tháng 9. Họ sẽ gặp đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, cả hai đội nằm ngoài top 100 FIFA. Nga muốn tìm đội bóng mạnh để đá giao hữu nhưng họ không thể tìm được đối thủ phù hợp. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc không có bất kỳ trận đấu khởi động nào trước vòng loại World Cup 2026. Trong hai năm qua, Nga đã tìm được nhiều quân xanh để thi đấu giao hữu như Uzbekistan, Belarus, Iran, Serbia. Giờ đây, họ chọn đối đầu với đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, tờ 163 viết. Bên cạnh việc ghen tị với hai đại diện Đông Nam Á, tờ báo Trung Quốc cũng tiết lộ nguyên nhân Nga chọn đá giao hữu cùng đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Nhiều luồng dư luận ở Nga thắc mắc vì sao đội bóng hạng 33 thế giới lại quyết định chọn hai đối thủ xếp thứ 101, Thái Lan và 115, Việt Nam, để thi đấu giao hữu. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nga Valery Kapin tiết lộ đội nhà không thể tìm được đối thủ chất lượng hơn tờ 163 tiếp tục. Theo kế hoạch, ngày 5 tháng 9, Nga sẽ chạm mặt đội tuyển Việt Nam. Hai ngày sau, đội bóng xứ Bạch Dương so tài với Thái Lan. Trong khi đó, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9. Vé xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nga và Thái Lan sẽ có 4 mức giá, 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng, 500.000 đồng trên vé. Thời gian mở bán online vé xem sẽ có 3 đợt. Đợt 1 từ 9 giờ ngày 21 tháng 8 đến 23 giờ 59 phút ngày 27 tháng 8, vé cả 3 trận đấu. Đợt 2 từ 0 giờ 23 giờ 59 phút ngày 28 tháng 8, vé trận Nga, Thái Lan và Việt Nam, Thái Lan và đợt 3 từ 0 giờ ngày 29 tháng 8 đến 23 giờ 59 phút ngày 2 tháng 9, vé trận Việt Nam, Thái Lan hoặc đến khi hết vé. Vé xem các trận đấu này sẽ được phát hành độc quyền trên ứng dụng VinID từ 29 tháng 8, VinID nâng cấp thành ONEU